Wait. Đúng không? Sai phải nói nha. Nope. Xong rồi. Xong rồi, được nói chuyện rồi. Do mắc bệnh bại não từ khi mới lọt lòng, nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi người chồng, người cha không đủ nghị lực để cùng đương đầu trước nghịch cảnh éo le, đã bỏ rơi hai mẹ con khi em Trung còn chưa tròn một tuổi. Thấy con tại sao được, thấy con mình vậy, tại tội nghiệp ở gì đâu. Buôn bán này kia cho có tiền, nuôi mẹ con lây lạch qua ngày, có lúc hai mẹ con muốn kết thúc cho rồi mà. Con nghĩ con mình còn trẻ quá đã, tội nghiệp cho nó.